và Thánh, đã 2 giờ thì giờ mà chúng ta đến giờ thờ phượng của hội thánh của chúng ta, thì xin quý vị ổn định. Lâu quá, lâu nay mình không có làm cái gì này, nhưng mà Hồng nghĩ là trước khi mình vào thờ phượng Chúa thì xin mời các con cái Chúa mình cũng có thể đi một vòng và bắt tay chào mừng, chào hỏi lẫn nhau. Amen. Please, 1 phút nha quý vị. Cảm ơn quý vị, chắc có lẽ là cũng đã bắt mỏi tay rồi, thì xin quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta vào chương trình thờ phượng chiều hôm nay. Xin quý vị ngồi xuống an tọa, giờ này chưa cần phải đứng. Ok, good afternoon. Welcome to the New World Alliance Church. Welcome everybody, those that are here and those that are online. So I have a question. What is a Sunday service? Well, Sunday service for the unbeliever is a religious rite. And then the day that people dress nicely together and they come and they talk about somebody named Jesus. But for the Christian, Sunday service, well, that's a holy day for us because we come here at an act of devotion to God. And we do that by gathering together to be taught the word of God, encourage each other to build up our faith. In Luke chapter 4, verses 16, he went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. Kính thưa quý vị, trong câu in Luke 4:16, if you pay attention to this verse, it talks about Jesus, talking about Sabbath day, talk about went to the synagogue, as was his custom. Jesus gives us an example. Go to the church. Therefore, I encourage, strongly encourage, those that are online, if possible, come to the church next week and join with us for the service next Sunday. Amen. Amen. Xin trân trọng chào mục sư quản nhiệm và tất cả các con cái Chúa. Chúc quý vị một ngày thờ phượng Chúa được thật nhiều ơn lành và tràn đầy phước hạnh. Mình đi nhà thờ ngày Chủ nhật là gì? Thưa quý vị, những người mà chưa biết đến Chúa thì họ nghĩ rằng cái ngày Chủ nhật mà mình đi nhà thờ đó là một cái nghi thức của tôn giáo. Mình mặc đồ đẹp, mình trưng diện, rồi mình đến nhà thờ, mình nói về ông Giê-xu. Nhưng mà nếu mà là Cơ Đốc nhân thì chúng ta đến ngày Chủ nhật, chúng ta là một ngày mà chúng ta bày tỏ cái lòng tôn sùng Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng. Cũng là ngày mà chúng ta nhận được bánh hằng sống qua môi miệng của tôi tới Chúa. Nhà thờ là một nơi mà chúng ta xây dựng, chúng ta tư bỏ cái niềm tin cho cá nhân và cho các con cái Chúa. Ở trong Luca đoạn 4 câu 16 thì có chép rằng Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Thì trong cái câu Luca đoạn 4 câu 16 này thì có nói rằng là Chúa Giê-xu nói về ngày Sa-bát, nói về cái theo thói quen và đến nhà hội. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta theo, đó là vào ngày Chủ nhật, theo thói quen, đến nhà thờ. Tất cả mọi người đều đến nhà thờ, tôn thờ Chúa. Amen. Last week,
We had a wonderful Sunday service and picnic at Lake Elizabeth. In all, we had about 80 to 90 people in attendance. I want to thank you, Pastor Raymond, for the special prayer for those in need. Thank you to Nghĩa for sharing a wonderful message. Thank you for those who helped organize the event. Thank you for those who prepared the food, cooked the food, setting up the sound system, set up the game, set up the table. But most of all, I want to thank you for the Lord for such a blessed day. Praise to the Lord for so much blessing. And because of that, we are here today to worship Him. Thưa Hội Thánh, tuần trước chúng ta đã có cơ hội thờ phượng Chúa và đi picnic ở Hồ Elizabeth. Chúng ta có khoảng chừng 80 đến 90 người tham dự. Cảm ơn Mục sư Raymond đã cầu những lời cầu nguyện đặc biệt cho những người có nhu cầu. Cảm ơn Thầy Nghĩa đã chia sẻ sứ điệp. Cảm ơn những người đã giúp đỡ tổ chức sự kiện. Cảm ơn những người đã chuẩn bị thức ăn, nấu nướng, thiết lập hệ thống âm thanh, trò chơi. Và cảm ơn nhất là mình phải nói cảm ơn Chúa vì một ngày may mắn mà đầy phước hạnh mà Chúa đã cho chúng ta. Thì hãy khen ngợi Chúa vì những ơn phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Vì thế mà chúng ta có mặt ở ngày hôm nay ở nơi đây. Thì để thờ phượng ngay Chúa, thì giờ này chúng ta xin Hội Thánh cùng đứng lên, tham gia với ban thờ phượng. Thì chúng ta cùng nhau hát ngợi khen Chúa. Xin mời ban thờ phượng. Dạ, chào Mục sư và chào Hội Thánh. Giờ này đây là giờ của tất cả chúng ta cùng hòa hiệp một lòng để mà tôn vinh Chúa và thờ phượng Chúa. Và giờ đây chúng xin đọc một đoạn một câu, được đọc một câu để gửi đến cho Chúa. Xin mời tất cả các Hội Thánh cùng hiệp một lắng nghe. Đức Chúa Trời ơi, hỡi linh hồn con mơ ước Chúa. Như nay kia khát khao dòng nước. Đức Thánh Linh ơi, con khao khát Ngài. Giờ này đây Ngài đến với con, ban sự bình an tươi mới trong con và xua đi tất cả khô hạn và làm tươi mát tâm linh chúng con để chúng con cùng đến tôn vinh thờ phượng Chúa với hết cả tấm lòng của chúng con, thành kính biết ơn của con đối với Ngài. Holy Spirit, we long for you just like a deer needs the water. Lift away our worry, sadness, and make us new again so we can worship you with all my heart. Xin dâng lên Chúa bài khát khao dòng nước. Thank you.
Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 17. Vả Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do sẽ ở đó. Now the law is the spirit, and where the spirit of the law is, there is the liberty. Nguyện xin Chúa đổ đầy Đức Thánh Linh của Ngài lên mọi người của chúng con, làm cho lòng của chúng con được tươi mới, và chúng con cũng dâng lên lời nguyện cầu lên Cha là Cha của tình yêu của chúng con, để chúng con được đến gần với Chúa hơn và được Ngài yêu thương dạy dỗ chăm sóc. Father, show us with your love and renew our spirit so we can be close to you. Giờ này đây, với tấm lòng thiết tha kêu cầu với Ngài, chúng con đồng dâng lên Chúa bài Thần Linh của Chúa. Father, as we assemble here this afternoon, I pray and ask for your Holy Spirit to be with us. Fill this room, Father, and allow each one of us as we come together to worship you. May your presence, may your Holy Spirit be with us. Fill us. If some of us is not feeling well, physically or mentally, I pray, Father, for your glory. Touch us so that everything that we do, listening or singing, that we can feel your presence, feel your spirit. Father, without your spirit, we are mere human. Impossible for all of us to know and to recognize your grace and your love in our life until your spirit fill our soul and lead us to you. So I pray earnestly, united our faith, and ask that your Holy Spirit will guide us, lead us into your presence so that we will feel you, to know and recognize that you are the Almighty God and you're here with us. We glorify your name.
May your spirit continue to be in this room and fill each one of us and for those on Zoom and YouTube as well. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa ơi. Chúng con nài xin Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện với chúng con giờ này. Cha ơi, nếu thần linh của Chúa không ở trong lòng của chúng con thì con người của chúng con không thể nhận ra Đức Chúa Trời của chúng con. Đấng đã sáng tạo ra vũ trụ, Đấng yêu thương chúng con, làm sao để con người có thể nhận ra điều này nếu thần linh của Chúa không ở trong tâm lòng của chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện trong mỗi tấm lòng của chúng con, cải thiện sự suy nghĩ của chúng con để chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện nếu tâm linh của chúng con, thể xác của chúng con có một sự mỏi mệt trong danh quyền năng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa chữa lành cho chúng con giờ này. Ban cho con, chúng con có sự bình an, cảm nhận được sức khỏe và cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Để danh Chúa được cả sáng, để đời sống của chúng con được biến đổi. Như chương trình tốt đẹp của Ngài để dành cho chúng con những kẻ tin cậy Ngài. Con cảm ơn Chúa, con tin chắc chắn Chúa hiện diện với chúng con giờ này. I know for certain, Father, that your presence is here with us. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện Chúa trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Hội Thánh cứ tiếp tục đứng để chúng ta cùng tôn vinh Chúa thêm một bản nữa. Chúa chúng ta là một người cha thật là vĩ đại. Tình yêu Chúa yêu chúng ta thật là quá nhân từ. Rồi từ đây và tới ngàn năm sau, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi. Với tình yêu bao la cao thượng đó, Chúa đã dành trọn cho mọi người của chúng ta. Tôi nguyện mãi mãi được làm con cái của Ngài cho đến và luôn tôn thờ Ngài muôn đời không tôi. Our God is such the great Father. God's love is beautiful. With that love, I want to be His children forever and honor Him forever. Please honor Him with the song, Here I am to worship you, you are. Cùng dâng lên Chúa bài, cùng đến dâng lên Chúa lời suy tôn. Thank you.
Yeah. Cảm ơn ban thờ phượng. Bữa nay thì hơi lủng cung một chút, nhưng mà cũng đã là một cái kinh nghiệm để mình học hỏi thêm. Thank you the worship team, and once again, on behalf of the New Work Alliance Church, we welcome all of you joining us for the service this afternoon. Và kính thưa quý vị, đây là thời giờ này là thời giờ dâng hiến. Ở trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1 thì có chép rằng đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì vậy, mỗi khi chúng ta thực sự tin và hiểu rằng những gì chúng ta có đều thuộc về Chúa, thì chúng ta có thể thực hiện một cái việc dâng hiến rất là dễ dàng. Thứ sáu tuần rồi, trong lớp Kinh Thánh, học Kinh Thánh thì chúng ta cũng có được học trong Công vụ các Sứ đồ, đoạn 20 câu 35, thì có chép rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Cảm ơn Sứ đồ Paulo cũng nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta cũng cần phải yêu thương, cũng cần phải giúp đỡ những người mà kém may mắn hơn mình. Vì một khi chút hơi thở cuối cùng thì những gì mà chúng ta tích trữ ở trên trần gian này chúng ta sẽ không mang theo được. Do đó chúng ta cần phải lo tích trữ những gì ở trên trời. In Psalm chapter 21 verses 4, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So when we understand and believe that all the things that we have ultimately belong to God, we can go forward into the practice of giving back to God easily. Last Friday, we during the Bible study, we also have a chance to learn Acts chapter 20, verses 35. It is more blessed to give than to receive. So the Apostle Paul also reminded us that we also need to help those that in need around us also. Because once we sleep and we don't wake up, we cannot take anything with us. Therefore, don't worry much about building our treasure on earth. But we need to be more careful. We need to be more put more energy into building our treasure up on the heaven. Dạ, xin quý vị, thời giờ này là giờ mà chúng ta cũng là giờ dâng hiến, và chúng con và sư hầu cũng mời quý con cần Chúa đứng lên để chúng ta xin cầu nguyện cho cái tiền dâng hiến buổi chiều hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời thành tín, Đức Chúa Trời toàn năng, Cha đời đời của chúng con. Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì những cái tình yêu thương của Chúa, những cái sự nhắc nhở của Chúa qua Thi Thiên đoạn 24 câu 1, cũng như là qua cái Công vụ các Sứ đồ đoạn 20 câu 35, mà Chúa cũng nhắc nhở chúng con phải dâng hiến vào công việc của nhà của Chúa, và chúng con cũng phải giúp đỡ những người mà thiếu thốn, kém may mắn hơn cho chúng con. Chúng con cũng lớn tiếng cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Chúa đến cho loài người của chúng con, mà Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian chết vì tội lỗi của chúng con, và cũng làm một cái dịp cầu để đem chúng con về cái sự sống đời đời vĩnh cửu. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chiều hôm nay chúng con đến thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, và cũng có cơ hội sẽ nhận lãnh bánh hằng sống của Chúa nữa. Chúa ơi, chúng con đến qua lời ca, tiếng hát và sự dâng hiến mà Ngài đã dạy bảo cho chúng con. Nguyện xin cái sự dâng hiến của chúng con đến được đẹp lòng của Chúa, và xin Chúa cũng mở đường cho chúng con để chúng con có thể biết cách để dùng những cái sự dâng hiến này qua cái công việc mở mang vương quốc của Chúa ở hội thánh New Work của Chúa nơi đây. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con xin Chúa lúc nào cũng cho chúng con có cái sự trung tín thờ phượng Chúa những ngày thánh nhạc, cho chúng con có cái sự trung tín học hỏi lời của Chúa qua những ngày thứ hai, qua những ngày thứ tư, thứ sáu, và cũng luôn luôn lúc nào cũng để ý đến cái công việc của Chúa và đóng góp vào ngang quỹ của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, và chúng con xin phép thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Heavenly Father, everlasting God, we thank you for the love that you give to us, for humankind with your Son. You give us Jesus and Christ, and he died on the cross, spilled his blood for our sin,
and also build a bridge so we can have eternal life through him. Not only that, but you also bless us abundantly with everything that we have. This afternoon, we came here to worship you, to sing our praises, and receive the bread of life. May our gift this afternoon be acceptable and please you. Please give us your wisdom so our church know how to use, spend the money wisely to expand your kingdom on earth here. And may your children here continue to faithfully come to the church every Sunday to worship you, learn your word of wisdom on Wednesday and Friday via the Bible class, as well as faithfully in offering. Thank you, and we pray in the name above all names, our Lord Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh an toàn. Thank you, Joe. Và sau đây thì hầu xin đến phần đọc Kinh Thánh. Thì hầu xin mời chị Kim đọc Kinh Thánh Roma đoạn 2 từ câu 1 đến câu 16. And then afterward, Ethan will be reading the Bible, Romans chapter 2 verses 1 through 16. Xin mời chị Kim. Xin mời hội thánh đứng lên. Trước khi Thầy Nghĩa ban phát sứ điệp của Đức Chúa Trời, xin hội thánh lắng nghe lời của Chúa được trích dẫn trong sách Roma đoạn 2 từ câu 1 đến câu 16. Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hãy đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Hỡi người đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với họ, đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Mỗi người đoán xét kẻ phạm những việc đường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy người tưởng rằng ngươi chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là người khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục phan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem người đến sự ăn năn sao? Bởi lòng người cứng cỏi, không ăn năn, thì sự chất chứa trong lòng, trong chỉ sự chắc chứa cho mình sự giận về Ngài thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét, sự công bình của Đức Chúa Trời là kẻ, là đấng sẽ trả lại cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, tôn trọng và chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng trống
còn chống trả không dân phục lẽ thật, mà dân phục sự không công bình thì báo cho sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giuđa, sau cho người Cơrét. Nhưng sự vinh hiển, tôn trọng cùng sự công, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giuđa, sau cho người Cơrét. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu, và những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mắt. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kính nhiệm của loài người y theo tin lành tôi. Đó là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Romans chapter 2, verses 1 to 16. Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. We know the judge of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. To those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. For all those who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles, who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. On that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus, you may be seated. Well, all right. Good afternoon, Newburgh Church. It's been a long time since last Sunday that I've seen many of you. Xin chào Hội Thánh Newburgh. Chúng ta không gặp nhau từ hồi tuần trước. Thật ra rất là vui gặp quý bà chị em.
Hopefully you didn't tell your friends that all I talked about last week was Jet Hut for your friends who are inviting to church this Sunday. Hy vọng là quý vị chị em không có nói với bạn mình là cái sứ điệp chúng ta hồi tuần rồi là chết hết, all die. If you missed it, you can rewatch it on YouTube if you don't know what I'm talking about, okay? But don't worry, gospel is not about Jet Hut. Ví dụ chúng ta không có dịp mà nghe cái bài giảng đó thì chúng ta có thể xem lại trên YouTube, nhưng mà đừng có lo, tại vì chúng ta sẽ tóm lược lại ngày hôm nay. If this is your first time joining us, we want to welcome you to our church. As you can tell, we are a bilingual service, so we have Vietnamese speaking and English speaking, and whatever group you feel comfortable with. If you want to learn more Vietnamese, join the Vietnamese side. You want to learn more English, join the English side. But we welcome both languages, or even more. You can have Japanese speakers in here too. Nếu quý mà chị em là người đầu tiên đến nhà thờ lần này lần đầu tiên thì hội thánh tôi là hội thánh song ngữ. Thành ra thí dụ muốn quý vị muốn tiếng Anh thì nghiêng về phần tiếng Anh, tiếng Việt thì nghiêng về phần tiếng Việt. Nhưng mà chúng tôi hân hoan chào đón hết tất cả quý bà chị em. And those who are joining online, we did not forget about you. We miss you. I hope I get to see you again as well. So hope you can also come back and join us here in person. Và quý bà chị em đang nhóm trên trực tuyến thì tôi cũng chào mừng quý bà chị em, và chúng tôi rất là nhớ và hy vọng chúng ta sẽ có một ngày gặp với nhau và thờ phượng Chúa chung với nhau. And so a few weeks ago, as I was preparing for the sermon, actually I was thinking about it a while now, I looked for a survey. There was a survey done by a group called the Barna Group. They're very famous for doing surveys in the U.S. Thì có một cái thống kê của Barna đó là rất là nổi tiếng ở bên Mỹ này. And one of the research that the Barna Group was trying to do was they want to ask the question, like, is there any difference if you were a Christian versus a non-Christian in your life in the U.S.? Is there a difference? Thì cái bản thống kê này đó, họ hỏi cái câu hỏi là có cái điều gì khác biệt giữa những người mà có đạo và những người không có đạo không ở nước Mỹ này? And of course, there's a lot of people that just says they're Christian, but they're not. So one of the requirements is you have to be able to clearly convey the gospel, and then you're counted towards the survey based off your bunch of questions that they ask you about how you live your life. And it's completely anonymous. Thì ví dụ những người có đạo là những người mà có thể giải thích được cái niềm tin của mình là để mà trả lời những cái câu hỏi đó. And here's the survey results of what they found about the Christians answering this survey and how Christians are living their life. Thì đây là cái kết quả của bản thống kê đó giữa những người mà có đạo và những người mà không có đạo. So in the survey, they've discovered that they found that Christians tend to cuss less in public. Thì theo cái bản thống kê đó thì những người có đạo, có tin Chúa đó thì chửi thề ít hơn ở ngoài chốn công cộng. Now notice they had to specify in public, because probably in private is a very different story, right? Not in front of my dad or my mom, but just in public, Christians cuss less. Thì để ý là cái này là ở chốn công cộng ha. Tại vì chốn ở nhà này kia trước mặt cha mẹ mình thì có thể mình khác, những người khác nói khác. You laugh because you know it's true. Some of you are smiling really big. Quý vị cười là vì chúng ta cũng biết nhiều cái điều đó là sự thật. They also discovered that Christians tend to give a little bit more to the poor compared to non-Christians. Thì bản thống kê cũng nói là những người có Chúa, có đạo thì cho nhiều hơn cho những người mà nghèo khó. But they're less likely to recycle because, you know, the world's going to end one day. Why recycle, right? Apparently. Nhưng mà họ ít có bỏ đồ ra để dùng lại, tại vì họ nghĩ là thế gian này sẽ một ngày nào sẽ tận thế. And as a whole, for Christians, they tend to buy less lottery tickets. Và trong tất cả thì những người mà có đạo đó thì mua mấy cái vé xổ số đó ít hơn những người mà không có đạo. Now, I don't know about you, but that sounds super encouraging. Like, that totally puts Jesus on display to the world here. Like, wow, Jesus died for that. Wow. Thì cái đó là cái điều mà làm chúng ta lên tinh thần, phải không? Tại vì Chúa đã chết cho chúng ta, chúng ta phản ảnh cái tình yêu thương, cái sự cứu rỗi của Chúa qua những cái hành động của chúng ta, phải không? However, they've also discovered that Christians are just as likely as non-Christians to do the following. Nhưng mà cái bản thống kê đó họ tìm ra là những người có đạo đó thì cũng giống như những người mà không có đạo trong những cái điều sau đây. Christians are just as likely to watch pornographic websites than as those who are not Christians. Có đạo hay là không thì họ cũng cùng nhau đi những cái mạng lưới mà khiêu dâm đó giống nhau. Christians are just likely to do illegal drugs or take prescription medicines that are not prescribed to them as non-Christians. Cả hai đều cùng làm những cái nghiện ma túy, những nghiện xì ke này kia. Christians are just as likely to be willing to lie if they want to get out of a difficult situation.
Và những người có đạo thì cũng xạo để mà ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn. Christians are just as likely to intentionally do something to get revenge at somebody in the past 30 days. Thì những người có đạo thì cũng có cái khả năng và có đã làm cái điều gì mà tổn hại đến hoặc là trả đũa lại cho những người mà xung quanh mình trong vòng 30 ngày trước đây. And Christians are just as likely to have said something very mean or unkind or say something behind someone's back as non-Christians in the past 30 days. Thì những người có đạo cũng giống như người không có đạo là cũng nói xấu những người khác trong vòng trong vừa 30 ngày vừa qua. So according to the Barna survey, 84% of cross non-Christians said that they know at least one believer who doesn't really live out their faith the way that they have professed it to be. Thì theo cái bản thống kê này đó thì có khoảng chừng 84% người là có biết một người có đạo mà không có làm theo cái điều mà họ tin. And only 15% of the people they know actually have a very different type of life that they live. Và chỉ có 15% những người mà họ biết đó thì có cái đời sống khác biệt. Let me ask you a question, right? Like, is this really what Jesus had in mind when he died for us on the cross? Like, did Jesus really have in mind, I want people who, that I'm dying for them so that they can buy less lottery tickets? Is that what Jesus had in mind? Để tôi hỏi quý bà chị em, đây có phải là điều mà Chúa đã chết cho chúng ta không? Chúa đã chết để chúng ta mua ít hơn mấy cái vé xổ số. That I died for them so that the world will know that they cuss less than non-Christians in public. Có phải Ngài đã chết để cả thế gian này biết là chúng ta chửi thề ít hơn những người không có Chúa không? Right, like didn't he say that the world will know us by our love? Nhưng mà chúng ta biết rằng thế gian sẽ biết chúng ta qua tình yêu thương của chúng ta. Very disturbing survey, I know. And at the picnic, you know, I went over Romans 1 and I talked to you how the Apostle Paul makes it a point that everyone needs the gospel, right? Even the non-religious people who've never heard the gospel before. Thì cái đó là cái điều làm chúng ta hơi thất vọng, phải không? Thì trở lại cái buổi giảng ngoại chúng ta tuần rồi đó, thì tôi đã giảng trong sách Roma đoạn 1 về những người, tất cả những người có đạo hay là không có đạo đều cần tin lành của Chúa. Right, and then our church has been going through the book of Romans as our series called Living in the Spirit. And today we're going to look at Romans 2. And even though Romans 1 was talking about people who have never heard the gospel, people who don't know God, have no excuse, in Romans 2, the Apostle Paul now talks to a different group of people. Thì ở trong sách Roma đoạn thứ nhất á, thì nói đến những người mà chưa bao giờ biết Chúa, chưa bao giờ gặp hoặc là kinh nghiệm Chúa. Nhưng mà trong đoạn 2 thì nói là đến những một số người khác biệt. And even though in this passage that we just read, the Apostle Paul keeps mentioning Jews, 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 you can basically replace the word with Christians. Ngay trong cái đoạn chúng ta học vừa đọc đó thì họ nói về những người Do Thái, những người Do Thái, những người Do Thái. Nhưng mà chúng ta có thể thay cái từ đó, cái chữ đó bằng những Cơ Đốc nhân, những người có Chúa. Because probably when Paul's really smart, I told you, right? Harvard studied this book for a reason. In Romans 1, probably as people were reading this book, all the Jewish people reading Romans 1 going, yeah, those non-Christians, no excuse for them. They're in trouble now. Non-Christians have a big problem. Thật ra khi mà những người mà có đạo, có Chúa đó mà đọc cái đoạn thứ nhất đó, thì họ sẽ cười nói là chết chưa. You know, mấy người đó đó là mấy người mà sẽ chết, sẽ có tội thành cười nhạo báng những người đó. But in Romans 2, here is Apostle Paul's main point. And if you're taking notes, this is really the main point of the entire sermon for today. Nhưng mà trong đoạn 2, cái cả một cái sự thay đổi khác nhau. Nếu mà quý ông bà chị em có ghi chép xuống á, thì để ý cái này, tại vì nó thay đổi hoàn toàn. Because in Romans 2, Apostle Paul said, actually, religious people, you have a big problem too. Vì thì Roma đoạn 2 nói về những người có đạo, có tôn giáo, những người đó có vấn đề lớn cũng như những người kia. And he's going to say religion is not going to save you, Christians and Jewish people. And he's now going to go into his arguments of why religion is not going to save you. Thì thay vì nói là những cái tôn giáo, những cái đạo đó không có cứu được những người này,
Nhưng mà cái đoạn 2 đưa ra cái lý do tại sao tôn giáo sẽ không có cứu được những chúng ta. So let me pray first before we begin. If you just bow your head with me. Xin tôi cho tôi được phép cầu nguyện trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này. Heavenly Father, we thank you so much for today that we are able to come and worship you and praise you, Lord, that we stand grace upon grace, Lord. And as we come before your word today, I pray that your spirit will hover amongst all of us here as well as online, that you will touch us, Lord, and speak to us in a personal way, that you will help us, Lord, to reveal within us, God, all the ways in which we need to come before you with a new heart, God, whether we are religious or non-religious. And I pray that your spirit will speak to each and every one of us today. Chúng con cảm ơn Chúa để cho chúng con cùng nhau đến đây học hỏi lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Ngài động đến từng tâm hồn chúng con và thay đổi đời sống chúng con, cho chúng con một tấm lòng mới, biết được tình yêu thương của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa một cách rõ ràng hơn. Khi mà chúng con là người có Chúa hoặc là chúng con chưa có tiếp nhận Chúa làm chủ của đời sống chúng con xin Ngài ngự giữa vòng chúng con và dạy dỗ chúng con giờ này. Chúng con cầu nguyện Chúa bấy nhiêu điều, như danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. All right, so Apostle Paul is saying, hey, Jewish people, hey, religious people, religion is not going to save you, and he's going to go into it right now in verse 1. Thì ông sứ đồ Phao-lô nói là những người có đạo, hãy nghe nè, là cái đạo, cái tôn giáo mà chúng ta có sẽ không có cứu chúng ta được. Verse 1 to 3 reads, therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things, and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Câu số 1 tới câu số 3 nói như vậy. Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hãy đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Notice, right? Romans 1, no excuse, non-Christians. The world, the conscience, everything talks about towards God. Now he goes, no excuse, religious people, you who go to church, you who carry your Bible with you, you who have bumper stickers of I love Jesus on your car, no excuse, you religious people. Sư đồ Phao-lô nói là không có lý do, không có thể biện luận được những người có đạo, những người mà đi nhà thờ, những người mà đem cầm kinh thánh với mình, những người mà có cái bảng là tôi yêu Chúa Giê-xu trên cái biển cảng của mình á, những người đó không có lý do nào để mà biện hộ hết. Now, if you have been following along in the Roman series when I preached, then you might have noticed that my sermons are not very encouraging. Nếu mà quý và chị em nghe mấy bài giảng của tôi vừa trong mấy tuần vừa qua đó, thì chúng ta để ý là những cái bài giảng này nó không có khuyến khích chúng ta dữ lắm. And if you think it is, you've probably been sleeping during my preaching if you thought I was like trying to encourage you, okay? Thì thành ra nhưng mà những cái bài giảng này chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích quý và chị em. Okay. Because I mean last week what did I preach? The most memorable phrase, right? Jet hut. That was my most memorable phrase last week. Thì tuần rồi đó cái câu mà chúng ta nhớ, cái chữ mà chúng ta nhớ là or die ha, là cái đó hy vọng chúng ta nhớ cái đó trong đoạn bài giảng vừa rồi. Because the book of Romans does not actually get encouraging until Romans 8. That's when everything turns and the Apostle Paul lays out the gospel and everything turns. But up until chapter 8, okay, it's not very encouraging news. The Apostle Paul is trying to lay out people's problem first before he gives them the gospel as the solution. Tại vì sách Roma đó từ đoạn đầu tới đoạn 8 đó không có khuyến khích chúng ta, nhưng mà chỉ ra chúng ta những cái điều mà chúng ta, những cái vấn đề trong đời sống chúng ta. Tới đoạn thứ 8 đó thì mới chuyển ra và đưa cái giải đáp để mà khuyến khích chúng ta, để khi hy vọng chúng ta có được. The Romans 8 is the turning point, but up until that point these sermons are supposed to be a little bit uncomfortable. It's supposed to be a little bit challenging. It's supposed to be make you think a little bit. Thành ra trong cái đoạn này đó, nó phải cho chúng ta một hơi khó chịu một chút về cái đời sống của chúng ta, về suy nghĩ chúng ta, để chúng ta tìm hiểu thêm, suy nghĩ thêm.
But if you allow it, if I can ask you humbly to just allow it, to not be offended, but just allow it to let the Spirit speak to you about it, then you, once we get to Romans 8, you will experience joy and glory and everything else, okay? Amen. Nhưng mà nếu chúng ta không có bực tức, nhưng mà để Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy những sự sâu nhiệm đó và chúng ta sẽ thấy sự khuyến khích trong đời sống chúng ta. So what is the Apostle Paul's reason to say that religious people have no excuse? Thành ra khi mà sứ đồ Phaolô nói là những người có đạo đó không có lý do gì hết, thì chúng ta tìm hiểu như vậy. His first argument starts at verse 6, and he basically tells them, religious people, look at your heart. Cái điều đầu tiên mà ông đưa ra đó là những người có đạo hãy nhìn vào tấm lòng của mình. So verse 6 through 11 reads, he will render to each one according to his works, to those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil. The Jews first, and also to the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good. The Jews first, and also the Greek. For God shows no partiality. Từ câu 6 tới câu 11, chép như vậy. Là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Greek, nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Greek. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. Paul's point here in this entire verse is that God actually looks at your heart when he evaluates you, right? What counts is not external stuff, how you conform to everybody else, but how much you are transformed internally. Cái điểm mà ông sứ đồ Phaolô đưa ra đây là Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng chúng ta, không có nhìn vào cái cách mà chúng ta phô trương hoặc là chúng ta trình bày cho những người xung quanh chúng ta, nhưng mà cái đời sống, cái sự thay đổi nội tâm trong tấm lòng mỗi người. Now, if you're paying attention, you're probably caught what I said, what I didn't say. You're probably like, wait a minute, Nghĩa. Apostle Paul doesn't say anything about the heart. He says works. Works, he says, right? So people who do good, he gives honor and peace and eternal life. And if you don't, wrath. Like, Apostle Paul's talking about works. What do you mean that God looks at the heart? Nhưng mà quý vị có thể nghĩ là trong cái đoạn này không có chỗ nào mà nói về tấm lòng hết á. Ông Phaolô nói về cái công việc, cái việc làm. Thì trong đây ai mà làm tốt thì được thưởng này kia. Chứ vậy không có chỗ nào nói về tấm lòng hoặc là nội tâm của chúng ta. And you might also ask, well, wait a minute. In Romans 1, the Apostle Paul just said salvation is a gift. You don't have to do anything to earn salvation. So how come he's talking about works right now? Có người có thể nói là khoan, tại vì trong cái đoạn 1 đó thì sứ đồ Phaolô nói là cái sự cứu rỗi và ân điển đến cho không, chứ đâu phải là không cần phải làm gì, nhưng mà tại sao đây lại nói là phải làm, phải cái việc làm mới được thưởng. Good question, if that was your question. Cái câu hỏi đó là câu hỏi rất hay. Okay, so it's important to understand a few things in verse 6 here. First of all, verse 6 is actually a quote. Apostle Paul is quoting from Psalm 62. Thì cái câu trả lời ở trong cái là câu trong câu số 6, mà trong câu số 6 này là cái chép lại ở trong Thi Thiên đoạn 62. And if you read Psalm 62, you're going to understand that the entire psalm it's about religious people who honor God with their mouth, but they are very quick to act in violence and attack people. That's the whole point of Psalm 62. Nếu mà quý ông chị em đọc cái Thi Thiên 62 đó, thì cái cả đoạn Thi Thiên này nói về những người mà thờ phượng Chúa bằng môi miệng, kính sợ Chúa bằng môi miệng, nhưng mà trong lòng mình nó rất là nhạy để mà làm những cái việc mà đánh đập những người khác. In other words, the reason why he's quoting Psalm 62 is to basically let us know and point out to the fact that, you know, what you do outwardly does not necessarily equal the same inwardly. Tại cái đoạn nội dung của đoạn 62 đã nói lên Thi Thiên 62 nói là những cái điều mà chúng ta bày tỏ, những điều chúng ta làm ở bên ngoài đó, nó không có phản ảnh, không có thực sự phản ảnh những cái điều gì nó xảy ra trong nội tâm của chúng ta.
But God, being God, is not going to be fooled by what you do outward. Like, we can trick one another outwardly, but God's not going to be fooled. God's going to look at you, and He's going to evaluate you inwardly. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, không có phải dễ bị chúng ta lường gạt. Chúng ta có thể gạt người này người kia xung quanh chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng, thấy những suy nghĩ thầm kín của chúng ta. And we know this, right? I think all of us know that there are some stuff that can look really, really good on the outside, but when you dig into it and you look deeper and you look deeper and you look deeper, you realize, oh, the motivation doesn't make that very good, right? Và chúng ta cũng nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm và biết cái đó. Nhiều khi nhiều cái mà nó thấy rất là tốt đẹp bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta đào sâu vô, nhìn sâu vô thì thấy là cái động lực mà thúc đẩy những cái điều đó thì không có được tốt lắm. So when I was in college and I just graduated, I got a job and I just got a credit card, okay? I got a credit card and I was, every time I go eat with my friends, every time we go anywhere, I'll be like, no worries, I pay for everything, just Venmo me. No worries, I'll pay, just give me the check, I'll pay. I look like a very generous person, right? I'll pay, here's my credit card, I'll pay, just Venmo me later, I'll pay. I look very generous, right? I look very good, right? Khi mà tôi vừa tốt nghiệp đại học mà có cái công việc làm đầu tiên mà tôi có cái thẻ tín dụng đó, thì đi đâu tôi cũng đòi trả tiền hết. Ví dụ tôi có bạn thì nói, để tôi trả cho xong rồi, gửi tiền qua mạng cho tôi cũng được, trả người này, trả người kia. Thì bên ngoài tôi thấy là tôi giống như một người rất là rộng rãi, phải không? Right, like if you think like, wow, they are so generous, but you know why the real reason why I always pay for all the meals and the real reason why I offer to buy everything? Thành ra bên ngoài nó thấy nghĩa là rất là rộng rãi, rất là sang. Thì nhưng mà quý bà cho em biết cái lý do, cái động lực phía sau đó là gì không? It's because I get points, and my points can convert into other stuff. Thì tại vì tôi được cái điểm, mà cái điểm của thẻ tín dụng đó, tôi sẽ có thể thay đổi bằng những cái quà khác nhau. So you know what I mean? Outwardly, externally, you can look very generous. You can look really good. You can look like a really good Christian. But the motivation, when you look deep down, maybe it's all of a sudden, your good works don't look that good anymore. Thành ra quý mà chị em thấy là phía ngoài đó có thể là rất là, chúng ta rất là rộng lượng, rất là bao dung, nhưng mà khi chúng ta đào sâu vô thì cái động lực mà thúc đẩy chúng ta làm những việc đó thì nó không có hay dữ lắm nữa. And likewise, there's a lot of things that I think we and people do in the name of religion that I don't think is necessarily done out of love for God. Thì cũng một lý do đó mà tôi nghĩ là có nhiều điều mà chúng ta, những người có Chúa, những người có đạo làm mà không có phải, tôi không nghĩ không có phải vì cái động lực chính đáng, vì động lực của tình yêu. Even though it's going to look really good on the surface, Apostle Paul says, but God will see through it all and He's going to evaluate us on that. Ngay cả khi mà nó nhìn thấy rất là tốt ở phía bên ngoài như ông Phaolô nói, nhưng mà Chúa nhìn thấy trong nội tâm chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta. And here's really important, you got to pay attention because I don't want you to misunderstand me. Thì cái này là cái điều rất là quan trọng. Tôi không muốn quý bà chị em hiểu lầm cái điều này. Yes, you are saved by faith alone. And there is absolutely nothing you can do to earn your salvation. Đúng như vậy, quý bà chị em được, và chúng ta được cứu bởi đức tin của chúng ta, và chỉ đức tin chúng ta mà thôi. Không có điều gì chúng ta làm được để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi này. But if you are saved, there is always some sort of external or internal change, and because your life is going to be the best illustration of what you actually believe internally. Nhưng mà khi chúng ta được cứu thì sẽ có những cái sự thay đổi bên ngoài và trong nội tâm của chúng ta mà diễn tả phản ảnh được cái sự cứu rỗi của mà Chúa đã ban cho chúng ta. So it's like this. Let's say you invite me to your party, and I'm still waiting for people to invite me to your party, by the way. Thì thí dụ như vậy, thí dụ quý bà chị em mời tôi lại cái tiệc của mình đi. When you invite me to your party, when I come, I will always come with shirt and pants. I will not come naked to your party. If you invite me, it will come with shirt and pants. Come along with you. Thì khi mà quý bà chị em mời tôi đó, thì tôi sẽ tới với lại mặc quần, với cái áo hoặc là cái quần. Chứ không phải là tôi tới không trần truồng, không có gì hết, phải không?
So yeah, you invite me to the party, you invite me, so I'm important, right? I'm what matters, but I never come alone. Thì quý bà chị em mời tôi là cái nhân vật chính phải không? Nhưng mà tôi không phải là đến chỉ có mình tôi, nhưng mà có những cái phụ tùng khác. So yes, you are saved by faith alone, but faith never comes just by itself. Thì đúng như vậy, chúng ta được cứu bởi đức tin, chỉ bởi đức tin thôi. Nhưng mà đức tin không có đến chỉ một mình nó mà thôi. There's a big difference, okay? Because faith is not just what you know in your head. It is a change of your heart. Cái này là cái điều rất là quan trọng. Tại vì đức tin là không phải cái điều mà chúng ta biết được trong cái đầu óc, cái sự suy nghĩ chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được trong tấm lòng của chúng ta. So if someone is truly saved, then their heart will actually change with it. Good works will come along with it. It doesn't save you. Good works does not save you. But it will always come along with it. Thành ra khi mà chúng ta thay đổi, cái tấm lòng chúng ta thay đổi, thì những cái điều tốt lành đó, nó sẽ đi song song đi kèm theo với sự thay đổi của tấm lòng của chúng ta. When Jesus enters into your life, it should make a difference. So in one sense, yes, you are going to be judged based off your life, because your life is going to reflect what you believe or do not believe. That's what the Apostle Paul is saying here. Khi Chúa Giêsu vào lòng chúng ta thì sẽ có những sự thay đổi, những sự khác biệt. Cái đó là cái điều mà ông sứ đồ Phao-lô nói như vậy. Vậy sẽ có một sự thay đổi nội tâm chúng ta. So you are saved by faith alone, but faith never comes alone. Chúng ta được cứu bởi đức tin, chỉ đức tin mà thôi, nhưng mà đức tin sẽ không có đến với chúng ta một mình. So then here's the challenging question for all of us. Đây là một cái câu hỏi thử thách cho tất cả chúng ta. Which percentage of the Barna survey do you belong in? Cái phần trăm nào của cái thống kê của Barna mà quý bà chị em thuộc về? What does your life declare about what you believe? Cái đời sống của chúng ta tuyên xưng điều gì về cái điều mà chúng ta tin tưởng? Or is everything just head knowledge? I know a lot of Bible, but that's it. Hay là chỉ có chúng ta biết Chúa bằng đầu óc, bằng kiến thức chúng ta không thôi, mà cái tấm lòng chúng ta không có thay đổi. And the Apostle Paul, knowing this is the logical argument, he now says, hey, guess what, buddy, religious people? Here's a second reason why you're no excuse. Because just knowing the law and just simply obeying what you know is also not enough. Thì cái điều thứ nhì mà ông sứ đồ Phao-lô đưa ra đó là, tại vì ông biết những người này, thì nói là chúng ta biết luật pháp và vâng giữ luật pháp thì cũng không phải là cái điều mà có thể cứu chúng ta được. Because sometimes we know some stuff and we do some stuff, right? Tại vì nhiều khi chúng ta biết một vài điều gì đó và chúng ta làm những việc, một điều gì khác. But Apostle Paul is so smart. He predicts how we think and he answers that in verse 13. Sứ đồ Phao-lô rất là thông minh và ông ta nghĩ đã biết cái đó và ông ta trả lời trong câu số 14. Verse 13, I'm just going to be just verse 13 for now. It says, "For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified." Câu 13. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. And then the Apostle Paul proves it to them in verse 14, and this is his argument. Và ông sứ đồ Phao-lô chứng minh trong cái câu 14 như vậy. He says, "For when the Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them on that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus." Câu 14 tiếp theo như vậy. Vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi.
So you remember how in Romans 1 at the picnic, I talked about how Apostle Paul makes the argument that even non-Christians, people who've never heard the gospel before, are without excuse because their conscience points them to the laws of God? À, quý bà chị em có nhớ là trong cái cuộc giảng ngoại thì trong tôi có giảng trong Roma thứ nhất cho những người mà không có biết Chúa đó thì họ cũng không có lý do gì để mà biện luận tại vì lương tâm của họ chỉ họ hướng về Chúa hướng thượng. Remember my COVID example, how you're going to expect it and how we said creation points to the power of God, our conscience points to the law of God, and the cross points to the love of God. Thì chúng ta nhớ là cái sự sáng tạo của Chúa thì dẫn chúng ta tới quyền lực của Chúa, cái sự cứu rỗi của Chúa, lương tâm chúng ta chỉ tới Chúa và cái sự thập tự giá chỉ đến tình yêu thương của Chúa. So here the apostle Paul is adding to the argument and he's saying, look, religious people, even non-Christians who have the law of God in our heart, even non-Christians who have the law of God, right, sometimes obey it too, just like you do. Even non-Christians who have the law of God in their heart obeys their conscience sometimes, just like you obey the law sometimes. Thành ra, Sư đồ Phaolô nói là những người mà không có biết Chúa đó, nhưng mà có cái lương tâm trong lòng, nhiều khi họ cũng vâng theo luật pháp chứ gì. Thì những người có Chúa thì cũng nhiều khi cũng làm theo những điều đó, tại vì cũng có lương tâm của mình. So the Apostle Paul is saying, well, if it's about just knowing the law and then obeying it sometimes, then you religious people and you non-religious people are pretty much the same because you both know some law and you both obey it sometimes. Thành ra Sư đồ Phaolô nói là những người mà biết luật pháp và làm theo luật pháp thì những người mà có Chúa, có đạo hay là không có đạo thì cũng giống như nhau thôi, nhiều khi chúng ta làm những điều đó tại vì chúng ta cái lương tâm chúng ta làm những điều đó. Right, this is why the past two sermons have been called Our Problem Part 1, Our Problem Part 2. Because the Apostle Paul is saying, religious people, when God looks at your life, you have just as big of a problem as non-religious people in Romans 1. Thế là chúng ta thấy chúng ta có cái vấn đề phần thứ nhất và cái vấn đề phần thứ hai. Thì cái trong bài giảng này, thì ông Sư Đồ Phaolô nói là những người có đạo đó, thì cái vấn đề của anh cũng giống như người khác, cũng lớn giống như những người không có đạo. I know, you're like, Nghĩa, so depressing, chết hết. Bây giờ chúng ta, quý vị em nghĩ, cái này thấy rầu quá, ai cũng chết hết, all die. But thankfully, okay, once again, I can't end my sermons with just that, right? So thankfully, we're never left just bad news, okay? We're never left with just bad news. Look at verse 16. Nhưng mà, cảm ơn Chúa là chúng ta không bao giờ chấm dứt ở cái chỗ mà buồn tại vì chúng ta nhìn cái câu số 16 nè. So verse 16 reads, on that day when according to my gospel God judges the secrets of men by Christ Jesus. Câu 16 nói là ý là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nghiệm của loài người. So one day we will all be exposed, all of our hearts, all the stuff that we've done, whether you are religious or non-religious, it's going to be exposed and God's going to look deep down in our hearts. But God is not going to judge us according to religion, but by the gospel process. Amen. Sẽ có một ngày, những cái điều mà chúng ta làm, những điều thầm kín trong đời sống chúng ta sẽ được bày tỏ ra hết. Nhưng mà những điều đó sẽ không bị đoán xét bởi luật pháp, nhưng mà sẽ được đoán xét qua tin lành của Chúa. That God will judge us by Christ Jesus. Did you notice it's very specific? Tại vì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Paul's going back to his main point why he's saying, look, this is why everyone needs the gospel. Remember that was my main point that last week. Everyone needs the gospel and the gospel is the only solution for everyone, religious or non-religious. Thì cái này là cái điều mà ông Sứ đồ Phaolô trở lại cái điểm chính ban đầu là tất cả mọi người đều cần cái tin lành, đều cần phúc âm của Chúa. Người có đạo hay là người không có đạo đều cần phúc âm của Chúa. Và đây là cái điều duy nhất mà có thể cứu họ, cái giải pháp duy nhất cho sự cứu rỗi. There's a story about a doctor. His name is Dr. Christian Bernard.
Có một câu chuyện về một cái người bác sĩ đó, ông ta tên là Christian Bernard. He had a heart surgery, so the doctor had opened him up and they had basically done a heart transplant, a heart surgery. Thì ông ta có cái cuộc giải phẫu để mà thay tim đó, thì họ làm xong hết rồi, họ đem cái tim ra. And then after his heart surgery, he went to the doctor and he said, "Hey doctor, can you show me my old heart?" Và sau khi cái người bệnh nhân này làm xong cái thay tim đó, thì ông ta đi lại gặp bác sĩ và nói là, bác sĩ ơi, cho tôi coi cái tim cũ của tôi coi. So the doctor took him to his old heart. Thì bác sĩ mới dẫn ông này tới và chỉ cái quả tim cũ của ông. And he's the first person in the world in medical history to have held his own heart. Và ông ta là người đầu tiên trong lịch sử loài người mà cầm cái con tim của chính mình. And according to the story, when the man was holding his heart, all he said was, "Oh, so this is what's giving me so much trouble this entire time." Và theo cái câu chuyện đó thì cái người bệnh nhân này nói là, cái này là cái mà đã cho tôi bao nhiêu khó khăn trong cái đời sống tôi. And then he just gave it back to the doctor and walked away. Và ông ta đã đưa lại bác sĩ mình và bỏ đi luôn. And that is what Christ is calling us, right? Like, look at your broken heart, whether you are religious or non-religious. Và cái đó là điều mà Đấng Christ đã bày tỏ cho chúng ta. Hãy nhìn xem cái con tim cũ của con tim đã vỡ nát của con, có đạo hay là không có đạo. Your religious heart is causing you more trouble than you think it's causing you. Thật ra cái tấm lòng của những người có đạo cũng có thể là cho chúng ta nhiều khó khăn hơn những người khác. Instead, will you trade your broken heart for a new heart that God has promised to give you? Nhưng mà thay vào đó, các con có thể thay đổi, có thể đổi cái con tim vỡ nát này cho một cái tấm lòng mới. Apparently, medical studies have shown that between your head and your heart, for most people, is about 18 inches. Thì theo cái những cái bài học, những nghiên cứu á, thì giữa cái đầu óc chúng ta và cái tấm lòng, cái trái tim ta đó, thì khoảng chừng 18 inches khác nhau. And sadly, according to the Barna survey, many religious people, many people who go to church, is gonna miss heaven by 18 inches. Thì theo cái thống kê đó rất là đáng buồn, là những cái điều khó khăn xảy ra cho những người mà có đạo đó là vì 18 cái inches này. Missing heaven by 18 inches, that would be so sad. Chúng ta bỏ qua cơ hội của thiên đàng bằng chỉ có 18 inches, cái đó buồn quá phải không? And so as you're listening to this message and to heart, right? Know one thing though. The Apostle Paul is actually not condemning you. He's actually giving you a message of hope. Thành ra thí dụ, thành ra khi quý ông bà chị em nghe cái sứ điệp này đó, chúng ta không có nên buồn, tại vì ông sứ đồ Phaolô cho chúng ta một cái hy vọng. Ông không có trách chúng ta, vỗi trách chúng ta, nhưng mà cho chúng ta một hy vọng. We skipped this and I didn't read this, but I'm saving it for last, verse 4 through 5. Verse 4, actually. Chúng ta đã bỏ qua, chúng ta đi qua cái hai câu quan trọng này mà tôi sẽ trở lại là câu số 3, câu số 4. Verse 4 reads, "Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance?" Câu số 4 nói là, "Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?" The whole point of Romans 1 and 2, Paul is not trying to condemn you. He's not trying to condemn you, but he's trying to show you that God is trying to show you kindness and mercy and patience. Cả cái đoạn mà chúng ta học thì không có phải để mà cáo trách chúng ta hoặc là xét đoán chúng ta, nhưng mà cho chúng ta đến cái sự hy vọng đó. Scholars have said that between Romans chapter 1 and 2, it actually retells the story of the prodigal son in the gospel. Những nhà thần học đã nói là giữa đoạn số thứ nhất và đoạn thứ nhì của sách Roma đó là bày tỏ chúng ta cái câu chuyện mà người con trai hoang đàng đó. And you know the story, right? In the prodigal son, the father has two sons.
the younger son runs away and spends his life and just wastes his life away. Và chúng ta biết câu chuyện này phải không? À, cái người con trai hoang đàn, người con trai út đó, người nhỏ đó, đã từ chối cha của mình và đã chạy đi và đã hư hỏng sống đời hư hỏng. And yet the father is willing and eager, and when he comes back, the father welcomes him back. Và nhưng mà người cha đã chạy ra và chào con mình, đón cha con mình trở lại. Romans 1 is about the younger son. Sách Roma đoạn thứ nhất đó là về cái người con hoang đàn đó. And when the younger son returns, what happens? The dad welcomes him into the house and gives him a big party and pours his riches and loves and everything to him. Và khi mà người con hoang đàn trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người cha mặc đồ đẹp và chào đón và ôm con mình và cho những cái quà quý. But do you remember what happens in the rest of the story, the second part, right? The older son, the second son, he gets angry. Nhưng mà quý bà chị em nhớ cái phần sau của cái câu chuyện này không? Cái người con trai lớn đó giận dữ về điều này. And he's like, how can you take this younger son back? He has shamed our family. Tại sao cha có thể đem cái người con hư hỏng này trở về? Nó làm xấu mặt gia đình chúng ta. And we refuse to go in. And you remember what happens? The father has to go out to the older son. Và người con cả này đã không có chịu vô nhà thì người cha phải đi ra để mà đón con mình vô. And this is the detail that many you've heard about or maybe you've overlooked, right? But even though the older son was just as far away from the dad as the younger son in the story. Đây là cái điều mà chúng ta nhiều khi không có để ý tới cái điều người con trai cả đó thì cũng không có ở chung với cha thì cũng ở xa cha mình, không có thể không phải là xa như là người con hư hỏng nhưng mà cũng không có ở chung với cha mình. Romans 2 is about the older son. Cái sách Roma đoạn 2 là về cái người con trai cả đó. And the good news is even though the younger son and the older son were both far away and both separated from the father, right? God the Father receives both of them. Và cái câu chuyện này, cái đẹp đẽ của câu chuyện này là cả hai người con đều đã xa cha mình nhưng mà người cha nhân từ sẵn sàng để mà chào đón, sẵn sàng mà nhận con mình trở về. If only they will just give up their broken heart, give up their hearts that is just filled with religiousness or filled with like everything else and just accept that they need grace to and they need God's mercy. Nếu mà họ chỉ từ bỏ cái tấm lòng tan vỡ, cái trái tim mà vỡ nát của họ và nhận tình yêu thương của cha mình vào lòng. And that's Romans 2, the Apostle Paul is trying to convey. That's where we all stand. Và cái đó là cái điều mà sách Roma đoạn 2 ráng giải thích cho chúng ta. Đó là cái chỗ mà chúng ta đang đứng ngày hôm nay. Both the religious and the non-religious have to come back to God, but they have to come back the same way. Cả những người có đạo và những người vô thần đều cùng phải trở về với Chúa, cùng phải chấp nhận Chúa một cách giống nhau. It's still through the cross. There's no secret passageway for religious people. Chỉ có qua thập tự giá của Chúa mà thôi, không có cái đường tắt nào hết cho người mà có đạo. And so as we end, you can write this down if you want to, but the only way for religious and non-religious people to be saved is your need to admit that you actually need grace, that you need a new heart, and you receive that. You receive that, right? Cái điều mà duy nhất mà người có Chúa, có đạo hay là không có đạo là cũng phải từ bỏ cái con tim vỡ nát của mình và nhận cái sự thay đổi trong tấm lòng của mình. For the younger son, you receive God's grace by saying goodbye sin. Cho cái người con mà hư hỏng đó nhận được cái ân điển của Chúa bằng cách từ bỏ những cái tội lỗi của mình. But for the older son, you receive the grace by saying goodbye fake goodness. Nhưng mà người con cả đó nhận được cái ân điển bằng cách mà từ bỏ những cái quyền lợi của mình. And instead bow down before his feet and say, I need a new heart, please forgive me. Và cúi đầu xuống trước cha thiên thượng của mình và nói rằng con cần một tấm lòng mới.
So I pray to the end that you will consider your life and what Jesus died for. Did he really die for you to just buy less lottery tickets? Or did he die for you for so much more? Và tôi mong ước là chúng ta nhìn thấy sự hy sinh của Chúa không phải là chỉ qua cách mà chúng ta không có mua nhiều cái vé số khác hơn, nhưng mà chúng ta thay đổi tấm lòng chúng ta với Chúa. But instead that you will receive a new heart, and I pray that you will ask God for a new heart this week. Và chúng ta để mà nhận được cái tấm lòng mới, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta cái sự đổi mới, sự thay đổi. Let's pray. Xin ta cùng cầu nguyện. Heavenly Father, our good, good Father. Lord, we thank you that even though we were rebellious and didn't know you, all the way to us just complying to religion to make ourselves feel good, God, nonetheless, you receive us and you are patient with both of us wherever we're at. Nonetheless, you continue to show us grace and kindness and mercy, Lord, and you have open arms for us. So, Father, I pray that all of us here who have gone in the church for almost many, many of our lives, many, many years, Lord, that we will finally let go of our broken heart of good deeds, that the heart that causes us so many issues, but God, that we will exchange it, because you have promised us that you will give us a new heart, a life of joy and a life of peace as well. So Lord, may we exchange our broken hearts for new hearts, and may you help each and every one of us, God, to live as if we have now transformed, Lord, and that we are now people to really display your goodness and your glory and your love to the rest of the world. May you convict us this week, wherever we're at, our need to surrender to you. Chúa yêu chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con cái nhận thức là chúng con cần Chúa cũng như những người khác. Chúng con không có cậy vào cái thời gian chúng con theo Chúa, nhưng mà chúng con chỉ nhờ cậy vào ơn phước Chúa và sự thay đổi của Chúa trên đời sống nội tâm chúng con. Chúng con xin Chúa nhắc nhở chúng con từng ngày qua Đức Thánh Linh của Ngài trên đời sống chúng con, để chúng con đi gần với Chúa hơn. Và những cái suy nghĩ, những hành động của chúng con, những cái kế hoạch, những cái toan tính của chúng con đều nằm trong sự hướng dẫn của Chúa, để chúng con lớn lên, để tấm lòng chúng con thay đổi từ cái sự đổ nát, sự vỡ tan đến với sự trọn vẹn và trong ơn phước, trong sự thương của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Xin hướng dẫn chúng con trên đời sống chúng con mỗi ngày, chúng con theo Chúa càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. All right. New heart. Or somebody. Sau đây thì xin mời ban thờ phượng đến hát bài. Thánh cùng đồng đứng lên để thêm một bản nữa. Cảm ơn Chúa là hôm nay Nghĩa, mỗi tuần Nghĩa và mục sư đều cho chúng ta một cái message rất là tốt. Và khi mà mình nghe những cái message này thì mình thấy là cái lòng mình rất là ấm cúng. Và giờ đây ban thờ phượng cũng xin tôn vinh Chúa một bài hát, đó là Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Xin cho Dung đọc một đoạn câu. Tình yêu Thiên Chúa thật là vĩ đại. Chúa đã yêu và cứu chúng ta và tha tội cho chúng ta. Tình yêu đó không có gì sánh bằng, không có gì mà có thể mà sánh bằng được hết. Và giờ đây ban thờ phượng cùng với toàn thể hội thánh cùng hiệp một
dâng lên Chúa bài đặt niềm tin nơi Chúa with a loving heart. God save us so we can be His children and live in His house. We express this out loud back to Him the song, "You are my hiding place." Oh.
ân điển dịu kỳ của Đức Chúa Con, sự cảm thông dạy dỗ của Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con, để chúng con nhìn nhận ra mỗi đời sống của chúng con cần Chúa mỗi ngày trên đời sống của chúng con, từ nay đến ngày cho đến ngày chúng con gặp được Chúa ở trên thiên đàng. For the eternal love from the Father, precious grace from Jesus Christ our Lord, and the teaching of the Holy Spirit, allow us and let us recognize that we need you, we need Christ in our life, today to the day that we see you in heaven. Amen. Mời Hội Thánh an tọa. Tôi hôm nay chỉ còn có một cái thẻ, trước khi anh Hồ quay trở lại, một cái thẻ Starbucks để khuyến khích quý vị đọc Kinh Thánh. Tất cả những cái bài giảng, những sự sinh hoạt trong Hội Thánh, như cái thống kê và Thầy Nghĩa có chia sẻ với chúng ta, đời sống của con dân Chúa sẽ không có thay đổi. Và khi chúng ta không thay đổi thì chúng ta không nhìn thấy cái sự hiện diện của Chúa. Và nếu chúng ta không nhìn thấy cái sự hiện diện của Chúa thì thưa quý vị, đời sống của những người có đức tin hình như nó cũng giống những người không có đức tin. Chúng ta không nhìn ra Đức Chúa Trời. Làm gì để chúng ta nhìn ra cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống của chúng ta, và có cái sự biến đổi và cái sự chúc phước của Chúa sẽ theo đuổi đời sống của chúng ta? Làm gì? Một câu hỏi, tôi nói tiếng Mỹ trước ha, chắc là không còn ai, cho mấy người trên YouTube. As we listen to the message and the survey, we know that Christians' life and non-Christian for those that believe in Christ and those that do not have no difference, much difference. Why? There is only one significant that will change your life and make a significance in your life until you see the presence of the Almighty God in your life. And until then, it's going to be the same. God is a blessing. God is for you. He's His promise. And you will not see His promise in your life, His blessing in your life, until what happened? You read the Word of God. My personal life changed every single day. Not because I'm a pastor, not because I believe in Christ for over 20, 30, 40 years, I don't know how long. My Christian life changing every single day because of the Word of God. I should have pulled the Bible, so you see. Đời sống của tôi thay đổi mỗi ngày, không phải vì tôi là mục sư, không phải vì tôi tin Chúa 30 năm, không phải vì tôi tin Chúa 40 năm. Đời sống của tôi thay đổi mỗi ngày vì lời của Chúa. Nếu quý vị không có đọc lời của Chúa, đời sống của chúng ta sẽ không thay đổi. Và nếu không thay đổi thì chúng ta, cái đạo tin lành của chúng ta không có một cái giá trị gì hết trên đời sống của chúng ta, cho đến khi chúng ta thấy quyền năng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Lời Chúa, tôi có giảng hay mấy, Thầy Nghĩa có giảng hay mấy đi, nó sẽ không thay đổi đời sống của quý vị cho đến khi quý vị mở Kinh Thánh. Chúa ơi, dạy dỗ con ngày hôm nay. Những bài giảng chỉ khuyến khích quý vị tìm kiếm Chúa mà thôi. Một cái thẻ trước khi quý vị giơ tay để cho sự công bằng. I only have one card. Do not say anything until you raise your hand. I call on you. Then raise your hand for those of you that speak English. Left, a few left in here. Tôi hỏi quý vị, nếu biết thì giơ tay cho nó công bằng, phải không? Chứ không người này nói cái người kia nghe, thế người nói không được, người giơ tay lại được. Rồi, hôm nay là... hôm qua đọc Kinh Thánh trong đoạn nào? Giơ tay ha. Which Bible did we read as of yesterday? Today the day is not over. Ngày hôm qua, ngày 23 tháng 7 là đoạn Kinh Thánh nào mà Hội Thánh của chúng ta đọc? Ok. Đầu tiên là có cô Nga Đào giơ tay. Người thứ hai là cô Dung. Người thứ ba là dì Hảo. Người thứ bốn là anh Sâm. Kính lão đắc thọ thì thôi, cô Nga nhường cho người lớn tuổi trước, khuyến khích những người lớn tuổi, cô Nga, cô Dung. Okay. So I saw four people raised their hand. The question is, what Bible did we as a church read yesterday? So we have four people raised their hand. I will zero it to the oldest person, so hopefully she has a chance to receive this Starbucks. So người lớn tuổi nhất giữa anh Sâm với lại dì Hảo, hình như thì dì Hảo năm nay 99 tuổi, vâng dì Hảo.
rồi. anh sơ mới sốt sắng, không những chỉ nói ngày hôm qua mà nói ngày hôm nay nữa. Rồi, vậy thì kính lão đắc thọ rồi anh sẽ sau ha. Hôm qua ngày đọc đoạn nào gì Hảo? Dạ đúng rồi, Thi Thiên 88 từ câu 14 đến câu 16 rất là chính xác. Rồi, cho anh Sâm cũng nhường cho người lớn tuổi. Câu 1 cho đến câu 13. Đúng rồi, rất tốt. Dạ. Rồi, bây giờ hai người đều đúng hết. Bây giờ ai đây? Hả? Rồi, thế này, thì tôi kính lão đắc thọ đưa cho dì Hảo trước, sau đó tuần tới tôi đưa cho anh Sâm. Rồi, cái quan trọng là chúng ta đọc lời Chúa. Cái này chỉ khuyến khích chúng ta thôi, thưa quý vị. Lời Chúa sẽ thay đổi đời sống của quý vị. Và quý vị sẽ nhìn ra ơn phước mà Chúa đặt đầy trên đời sống của chúng ta. Trong hội thánh cũng vậy. Rồi, đây là mời anh Hồ nhắc ra. Hồ thông báo đi rồi, anh Nghĩa nhắc ra rồi tôi có một vài cái thông báo tiếp nữa. At this time, I would like to read an announcement in English first, and then I will follow in Vietnamese. Yasmin, họ xin được đọc thông báo trong tiếng Anh, sau đó sẽ trở lại tiếng Việt. Tomorrow, the senior group will be meeting at Mr. Dũng Lữ house. The men's group will have the garage sale on August 20. So if you have anything that sellable, bring it in here and give to Mr. Minh Khúc. He will collect them, okay? Our church will have an annual fundraising on September 24th. The rehab center in Vietnam will be having the fundraising in our facility here in October. So that will be a big one. Our church still continue to looking for a new location for a new building. So please continue to pray for us searching for a new building. For every Monday, we have the prayer group on Zoom. In the future, we continue to keep on Zoom, but then we will be meeting in person once a month. Another important announcement is that right now we have live Zoom and YouTube service. However, next week will be the last Zoom service session we have. And we will discontinue Zoom service in August. So for those that are on Zoom today, please come to the church, or you need to migrate to the YouTube so you can continue to watch the service. Dạ kính thưa hội thánh, ngày mai thì nhóm cao niên sẽ nhóm tại nhà anh Dũng Lữ. Ban nam giới thì chúng ta cũng sẽ có bán garage sale vào ngày 20 tháng 8. Nếu quý vị có những cái đồ gì mà có thể bán được, xin đem đến hội thánh và bàn giao cho anh Minh hoặc là cho Hồ cũng được. Hội thánh chúng ta sẽ có tiệc ghi quỹ vào ngày 24 tháng 9, ghi quỹ cho mua nhà thờ. Trung tâm cai nghiện ở Việt Nam thì cũng sẽ có mượn cái hội thánh của chúng ta để làm một cái buổi tiệc ghi quỹ vào tháng 10. Thì xin quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho cái điều đó. Tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh cũng đang tìm kiếm một cái cơ sở mới. Mỗi thứ hai chúng ta đều cầu nguyện, có nhóm cầu nguyện ở trên Zoom. Trong tương lai thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục. Tuy nhiên một tuần, một ngày trong một tháng thì chúng ta sẽ gặp mặt ở một tư gia nào đó. Hiện bây giờ thì hội thánh chúng ta có Zoom và có YouTube để quý vị có thể theo dõi từ nhà. Nhưng mà bắt đầu tháng 8 thì chúng ta sẽ không còn Zoom nữa. Thì quý vị nào ở trên Zoom thì xin mời đến hội thánh hoặc là di chuyển qua bên YouTube để tiếp tục theo dõi những cái buổi thờ phượng Chúa. Dạ cảm ơn. Và sau đây xin mời mục sư. Anh Minh có gì không? Anh Minh hay mục sư? Tuần sau thì ban nam giới sẽ hướng dẫn thờ phượng. Cho nên xin mời các ông ở lại để mình tập hát cho một bài ha mấy ông. Dạ, mời mục sư.
Rất ngắn gọn, ban nãy anh Hồ đã cảm ơn một số quý vị trong tuần vừa qua trong cái buổi picnic. Cảm tạ Chúa, chúng ta thấy cái sự chúc phước. Nếu mà quý vị đã đến thì quý vị biết rồi. Nhưng mà một vài người thì cũng phải cảm ơn để bận sau tôi nhờ việc dễ hơn. Cái người chủ trì mà lo cho cái cái picnic tuần trước là quý vị biết là ai không? Anh Hồ. Để tương lai đó là nhiều điều nữa nói cho vui. Một những cái điều vui ấy là thấy mấy ông nam giới rất là sẵn sàng khi đến đó, là đeo cái apron rồi sẵn sàng nướng thịt chứ không có cần phải gọi người này gọi người kia hay là đang đứng lướng người chạy đi. Rồi tôi biết luôn đó, có một vài ông lướng thịt xong lướng xong đó, đã đến giờ ăn hết luôn, người ta ăn hết nhưng mà mấy ông không được ăn. Nhưng mà nó nói lên cái tinh thần của mấy ông thì tôi cũng cảm ơn Chúa cho cái tinh thần của mấy ông. Rồi một người nữa, bạn anh Hồ có nói mà anh Hồ quên. Tuần trước thì thầy Nghĩa giảng nói về ai cũng cần Chúa phải không? Nó không phải là dễ dịch. Người phiên dịch của tuần trước rất tốt. Quý vị biết là ai không? Anh Minh. I just want to recognize the picnic coordinator of anh Hồ last week and also the men's group. It was great. They volunteered to barbecue to the point at the end they didn't even have food for themselves. It was great. And a translator for people speaking Vietnamese, anh Minh, he did a wonderful job. May the Lord bless you and come next week. And tuần tới khi xin quý vị quay trở lại thờ phượng Chúa và chúng ta sẽ có cơ hội vui hơn, nhiều chuyện nữa vui vẻ để chia sẻ với quý vị trong tuần tới. Chúa chúc phước lại cho quý vị. Ở lại tập hát nào mấy ông, ở lại tập hát rồi. Ok, xin mời mấy ông lên liền để không có bỏ mất thời giờ ha. Với lại mình phải đi thông báo với mọi người là ban nam giới hướng dẫn thờ phượng tuần tới. Ta là tới ủng hộ và tới cùng nhau hòa lòng, hòa giọng ngợi khen Chúa với ban nam giới. Có ba, mình tập bài Vâng Theo Chúa, bài Lo Gì, bài Lord I Come. Với lại bài cuối là mau đến thầy Giêsu. Xin mời các ông lên mời anh Đời, anh Bông, anh Phúc, chú Cường. Hello. Lên làm liền. Hello, hello. Chúa cắt về thiên đàng.